Đây mình đã móc được 14 hàng. Kết thúc vào hàng thứ 14, các bạn nối vào chân của mũi xích thứ ba. Tiếp tục các bạn hãy móc cho mình một mũi trượt. Các bạn hãy luồn kim vào cái thân mũi này và móc cho mình một mũi trượt ngoặc trước như vậy. Sau đó lên 3 xích. Tiếp tục các bạn móc cho mình một mũi ngoặc sau. Ở đây mình bắt đầu thu mũi. Mũi ngoặc sau. Sau đó các bạn móc một mũi ngoặc trước. Bỏ qua mũi ngoặc sau, các bạn lại móc tiếp một mũi ngoặc trước nữa. Tiếp tục các bạn lại móc mũi ngoặc sau. Sau đó mũi ngoặc trước. Hai mũi ngoặc trước. Các bạn bỏ qua một mũi ngoặc sau này, các bạn không móc vào. Mình móc hai mũi ngoặc trước. Tiếp tục một mũi ngoặc sau. Hai mũi ngoặc trước. Một mũi ngoặc sau. Hai mũi ngoặc trước. Một mũi ngoặc sau. Một mũi ngoặc trước. Bỏ qua một mũi ngoặc sau, móc một mũi ngoặc trước tiếp. Một mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc trước. Bỏ qua và mình móc vào mũi ngoặc trước. Tiếp tục mũi ngoặc sau. Sau đó hai mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc trước. Tiếp tục một mũi ngoặc sau và hai mũi ngoặc trước. Vậy là các bạn đang thu mũi. Tiếp tục một mũi ngoặc sau. Hai mũi ngoặc trước. Một mũi ngoặc sau. Sau đó các bạn lại bỏ qua một mũi ngoặc sau và mình móc liền hai mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc sau. Sau đó hai mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc sau. Hai mũi ngoặc trước. Tiếp tục mũi ngoặc sau. Tiếp tục. Hai mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc trước. Một mũi ngoặc sau và hai mũi ngoặc trước các bạn móc cho tới cuối hàng. Một mũi ngoặc sau.
mũi ngoặc trước thứ nhất, mũi thứ hai, tiếp tục mũi ngoặc sau, mũi ngoặc trước, mũi ngoặc sau, mũi ngoặc trước, sau đó nối vào chân của cái mũi hàng mũi ba mũi xích này. Tiếp tục vòng thứ 16 các bạn sẽ móc hoàn toàn bằng mũi ngoặc trước cho mình. Các bạn cũng sẽ nối, các bạn sẽ móc một mũi trượt bằng mũi ngoặc trước nữa cho mình vào đây. Sau đó các bạn cũng lên 3 xích. Các bạn móc mũi ngoặc trước. Hàng thứ 15, đây là hàng thứ 16. Hàng thứ 16 này các bạn móc hoàn toàn bằng mũi ngoặc trước. Mình bỏ qua những cái chân mà mũi ngoặc sau ấy, các bạn bỏ qua, mình chỉ móc vào chân của mũi ngoặc trước. Hàng này các bạn cũng vẫn tiếp tục thu mũi. Đây, mũi đã cụp vào như thế này rồi. Mũi rất đẹp. Các bạn móc hoàn toàn bằng mũi ngoặc trước cho mình. Những cái chân mà có mũi ngoặc sau các bạn bỏ qua. Mình chỉ dùng mũi ngoặc trước ở đây thôi. Tiếp tục các bạn lại nối vào chân của cái hàng móc 3 mũi xích này, các bạn nối vào chân của mũi xích thứ ba. Hàng cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình bằng mũi đơn. Các bạn lên một xích, sau đó các bạn móc một mũi đơn. Mỗi một cái ô này các bạn móc vào đây cho mình một mũi đơn. Đây là hàng cuối cùng.
Các bạn móc hết bằng mũi đơn cho mình. Đây chính là hàng cuối cùng, hàng thứ 17. Các bạn móc cho mình bằng mũi đơn hết. Các bạn móc vào trong giữa những cái ô này. Kết thúc nối vào chân của mũi đầu tiên khi mà các bạn móc ấy, sau đó các bạn cắt. Các bạn có thể dùng một kim số nhỏ hơn để mình giấu cái phần đầu thừa vào bên trong. Như vậy là mình đã móc xong một chiếc mũ như thế này. Các bạn lựa chọn màu màu len cho phù hợp. Mà nguyên liệu đẹp thì sản phẩm sẽ rất là đẹp. Đây là mũ mình móc cho bé. Nếu như mà các bạn móc cho người lớn thì các bạn sẽ phải móc rộng hơn. Chúc các bạn thành công.